quán ven đường các bạn. Cái này là kiểu buffet á, lấy cơm rồi muốn ăn gì lấy, tí tính tiền. Đây có ghi giá, ghi món, ghi giá. Gulan Ethic mình quất cái đùi gà chà bá lửa luôn nè. Ayam Celo 2 đến 7 ringgit. Cho 5 đi, 5 x 5 là 25.000 một món. 25.000 một lần lấy cho một cái nồi như thế này nha các bạn. Tính ăn xong hết, tính thì tính tiền chắc khoảng 10 ringgit là cơm rồi rau. Và những cái này cơm là miễn phí nè. Ayam goreng nè, này là cái này tính tiền nè, 5 đến 8 ringgit. Một quán ven đường. Muốn ăn gì lấy xong gom lại tính tiền, giống y chang Việt Nam ha. Bá lửa luôn. Rất là to, này vị cà ri các bạn, giống như các món bên Ba Lai, nếu có ăn nhiều sẽ hơi ngán lắm. Đây cà ri suốt ngày. Nhau nó không có phong phú như bên Thái Lan, nhưng mà thực ra đi nhiều vùng thì sẽ có khác nhau một chút nha. Đây cái này là văn hóa của người Trung Quốc, người Hồi, người Ấn, người gốc Malay, nên nó sẽ có nhiều món khác nhau nhưng mà sẽ chia theo các vùng khác nhau. Để tìm được cái món đó mới là melting pot của đồ ăn trên thế giới đó. Ăn ngắm xe cộ qua lại cứ thông thả, up vlog rồi đi tiếp. Tính ra là 24 ringgit là 26 ringgit, đổi ra nhân với 5 là khoảng 125.000 các bạn. Một bữa ăn với cà phê 125.000, cao hơn Thái ha. Quán quen thuộc Colombo 444 km. Ngày xưa mình với anh Ken cũng chạy tới đây đúng ngay cái bảng này. Rồi, ngày thứ hai ở đất nước Thái Lan, liên bang Thái Lan là theo liên bang nha các bạn, giống như bên Mỹ vậy đó. Có thủ tướng là đứng đầu hội đồng các bộ trưởng, nhưng mà tuy nhiên vẫn có quốc vua, đức vua, có nghĩa là có thể các bạn biết thì Thái Lan, Malaysia vẫn có vua, thì vua sẽ được chính cái bang, mỗi bang sẽ có một ông sultan là giống như là đứng đầu chức sắc về bên Hồi giáo hay là bên nói chung là kiểm soát giống như là một cái gọi là vua quý tộc vậy đó, bá tước vậy đó. Thì chính cái ông sultan này sẽ bầu chọn và luân phiên nhau làm quốc vương, nhiệm kỳ là 5 năm. Sau 5 năm thì chính bang sẽ bắt đầu bầu lại. Thì chính bang này chỉ là nằm cái bang trên gọi là Peninsula Malaysia, có nghĩa là nằm trên cái phần đất liền. Còn cái đảo bên kia Sarawak, Sabah thì bên nhóm đảo Kinabalu nằm giữa biển chung biên giới với Indo á, thì nó là không có được quyền bầu sultan. Thì chính cái bang này mà các bạn hay nghe nói về Malaysia cái hình đó thì nằm trên đất liền, như các bạn nói với Thái, thông với Thái á. Thì sẽ bầu chọn nhau làm quốc vương, nhưng mà quốc vương vẫn có những cái một số quyền lực nhưng mà bị hạn chế. Quyền thật sự là quyền nằm ở trong chính trị, là nằm ở trong tay của thủ tướng, nhưng mà vẫn có quyền quyết định, lâu lâu binh biến hay gì thì có chuyện gì là quốc vương sẽ ra tay ra mặt để điều khiển, giống như là bên Thái Lan vậy đó. Cũng vua thì chỉ là hình thức thôi nhưng mà vẫn có tiếng nói rất lớn đó. Thì giới thiệu sơ về một chút. Thì bây giờ mình đang ở thành phố Chang Luon, tối qua ngủ Chang Luon là sát với biên giới Thái Lan, có khoảng mười mấy cây thôi. Còn bây giờ bắt đầu hôm nay là mình sẽ đến một cái nơi rất rất nổi tiếng của Malai mà ai cũng từng nghe nói hoặc là nhiều người chọn để đến du lịch, đó là đảo Penang. Penang có cây cầu vượt biển. Thì bây giờ từ đây đến đó là còn 150 km đúng nữa. Mấy đứa nhỏ, bà mẹ chở hai đứa đi học về kìa. Dễ thương ghê. 150 km nữa. Có một người bạn Việt Nam hẹn tối nay ăn uống bên đó, mời bia, chứ tối qua không có bia, thèm quá thèm. Thu phí các bạn, Plaza Thon ở Chitra. Này chắc chắn là không có thẻ VTC rồi. Phải trả tiền mặt. Anh Như thấy mọi người cũng hay trả tiền mặt thôi. Xe tải vô đây, xe con qua kia. Xe mình xe nhỏ chậm chậm vô đây, nhường cho mấy xe con đi lên bên kia đi. Vô trả tiền thu phí rồi. Còn xe máy sẽ không cần miễn phí nha. Xe máy thì sẽ chạy vô mấy cái lane này nè. Bạn nào xem fan ruột mình, xem vlog mấy đợt đi Malai của mình sẽ biết. Đợt gần nhất là đi với ông Nguyên qua đây ủng hộ đội Beast Enduro Team of Pro của Việt Nam qua tham gia giải Riverest nè. Đó, thì các bạn đó thấy xe máy phía trước rồi, nó sẽ chạy vô đó miễn phí luôn. Chỉ có ô tô, xe hơi mới là phải đóng tiền thôi. Đằng kia trống sao mấy chiếc xe con nó cứ chui vô đây ta, để xe tải người ta đi. Tại vô đây mình phải đi bộ qua bên kia mình trả tiền nữa, nó phải hơi mất thời gian một chút. Tại vì xe vô lăng bên kia thì trạm thu phí đặt người ngồi, nhân viên sẽ ngồi bên kia đúng không, với bên kia RFID.
trả bằng smart tag, ai không có thì ai có thì qua đó cho lẹ, hoặc là touch and go, có dừng thu phí không dừng, hoặc là có thẻ luôn thì qua kia, còn trả tiền mặt thì qua đây. Đó, làng ngoài cùng là làng không dừng nè, làng trong đây thì touch and go, có thẻ cà là xong, trong đây thì trả tiền mặt. Tí nữa mới đi được có 5 cây, hình như hai trạm hai đầu của cái thành phố đó các bạn, nãy có hai ringgit không biết nay nhiêu. Bye bye cash. À, chị sẽ lấy cái thẻ của chị đó để nhập trả tiền mặt. À, 10 ringgit. À. Ok. Thank you very much. Rồi. Giờ là mình có thẻ luôn các bạn. 10 ringgit một thẻ. 10 ringgit là 50.000. Chị đó đưa cái thẻ mình luôn, bao giờ tới là chạm vô là đi thôi. Nhân viên bán tại chỗ luôn. Hay quá hay. À, vậy bây giờ là mỗi lần qua cứ chạm vô còn hết tiền thì chị đó đưa tiền, chị đó nạp cho mình luôn. Như cái thẻ đó miễn phí là sao á, nạp mà nạp sẵn 10 ringgit cho mình. Wow, vô đây cho chạy 110 nè các bạn. Hết ra hết số nè. Nhưng mà cho 110 là cao nhất bên Malaysia đó, nhưng mà mọi người thường chạy 120, 130, mô tô như bữa mình chạy kéo 100.000. Trời má ơi kìa. 150, 160, 170, Honda kìa, à đua má Vitas kìa. Ui ghê không? Rồi chạy cho cũng 120, 130. Bữa chạy mô tô chạy tới 106, đôi khi lên thử gần 200 cây một giờ test xe. Còn bên Malaysia thì ít có phạt lắm, mọi người chạy nhanh mà cũng đàng hoàng. Với lại lâu lâu có đợt giảm giá, giảm tiền phạt, mọi người mới kéo nhau đi đóng cứ như là sale Shopee vậy. Rồi, mình đã có thẻ Touch and Go. Đây, cái thẻ Touch and Go đây. Chạm vào đi. Đó, chơi song dong. Xịn quá đó. Cái chuyện tôi nha, ủi xe tôi là không có tiền đền cho tôi đâu đó. Siêu xe nè, Sóc Siêu Cốc 1.0. Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h. Yes, còn thời gian bao nhiêu thì không biết. Rồi, vô nghỉ coi. Đây, còn bây giờ mình đi vô mua nước uống. Xe nhìn giống giống xe mình ta, Nissan. Hello, Selamat datang. Selamat jalan mới đúng chứ. Đây là một chiếc xe bán hàng rong. Trong tập trước chạy xe mô tô ở Malaysia các bạn còn nhớ. Nhiều nước quá. Quốc lộ bò hút cho tỉnh coi. Thử bò hút bên Malaysia coi. Rồi đây có snack nè các bạn. Đây có nước dừa. Nước dừa, thử nước dừa đi, bỏ hút để sau, uống nhiều rồi. Rồi, thử lon chai nước dừa. Thêm cái bánh nhìn ngon quá nè. Ăn chơi coi. Đây bánh này bánh gì đây? Bánh này bánh mặn các bạn. Còn đây là bắp hả? Bắp. Không phải. Đây là trái cacan Kuda Ribus gì đó. Nhìn thơm thơm ha. Rồi ít bánh xoài. Đồ ăn giặt, mỗi món là 3 ringgit là 15.000 một bịch này nè. Cái này là chắc hai gần 18.000 một bịch. Còn chai này không biết. How much? 5. 5 là 25.000 một chai nước dừa nha. Rồi trả tiền cái.
5 ringgit là 15.000. Cái này là đậu nha các bạn, peanut không phải là bắp. Rồi, bạch đậu rất nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Và nước dừa hết 10 ringgit là hết 50, cái gì? 50.000 ghê vậy hả? Đúng rồi, 50.000. Đa đa. Phí các bạn ơi, lấy cái thẻ Touch and Go ra xài thử coi. Đây, Touch and Go. Đây. Đi sao? Phía trước có xe cảnh sát đang chớp đèn kìa. Để mình thử cái thẻ Touch and Go coi, phải xuống xe đi vòng ở kia. Chạm vô rồi leo lên xe. Let's see. Đây phải chạy vòng qua. Để sao xe này cả. Không đủ tiền. Không đủ tiền phải nạp tiền lưu lưu. Trước dán cái dòng chữ là chỉ có Thượng Đế và chỉ tin vào Allah đó các bạn. Là cái câu cái câu cửa miệng của người Hồi giáo, cái câu cầu nguyện. Chỉ có Allah và Muhammad là vị tiên tri duy nhất, Chúa Trời duy nhất. Mình thử test nhanh luôn. Xong các bạn. À hồi nãy lúc nạp tiền là chị đó trừ cho mình rồi. Nhưng mà mình không biết, mình lại cài cái nữa, lại tốn thêm ít tiền. 10 mỗi lần là 10 ringgit nè. Wow, mắc ha. 10 là nhân với 5 là 50.000. Nhưng mà so với thu nhập của Malaysia là quá rẻ. Vậy là mỗi lần 10 ringgit. À vậy nãy chị đó bấm trừ rồi, nhưng mà chắc khỏi trừ nên mình cà cũng được, không sao. Rồi, vậy là xong. Nạp 50 ringgit, 5 nhân là 50 nhân với 5 là hết 250.000 các bạn. 250.000. Nạp 250.000 vô cái thẻ Touch and Go. Đâu rồi? Cái thẻ Touch and Go trong đây. Là mỗi lần 50 là đi được 5 lần, 5 lần là phải nạp. Ok, rồi bây giờ đi về Chop Thao, đi qua đảo Penang. Có thành phố là Chop Thao, nó cũng là một cái di sản UNESCO luôn. Rồi chỗ này trước mình tới rồi, nay mình cũng quay lại cho các bạn xem chơi, review cho các bạn xem. Một cái di sản UNESCO, Chop Thao. Và đặc biệt là cây cầu, wow, GS kìa, wow. Chạy quá dữ luôn. Mưa tiếp, đang mùa mưa Malaysia. Còn 18 cây nữa là tới Chop Thao. Cái tên nghe rất là Anh Quốc ha. Chop Thao. Đi, chuẩn bị đi qua cây cầu. Lúc trước là xe máy vẫn phải mua vé nha các bạn. Còn bây giờ bên đây không biết làm sao. Ô tô thì chắc chắn mua rồi. Quên mất, nói nhầm. Rồi, bây giờ là Chop Thao là rẽ trái vô đây các bạn. Chop Thao. Mình sẽ viết đọc thứ tự chứ không phải là từ trên xuống dưới ha, tại vì theo cái hướng xe chạy nè. Đây. Chờ mấy anh chàng kia qua kia đi. Chuẩn bị qua cầu nha. Bây giờ thả mo. Rồi xong. À, 9 đồng mấy lại hết 50.000 nữa. Wow. Để mình dừng mình mang ship lên một cái. Để mình mở cái 360 lên quay cái đoạn này cho các bạn. Đâu rồi. Cái này ra, còn số của anh.
này nguy hiểm, không có bay flycam được do gần sân bay các bạn. Mở vé 360 lên. Ship bé. Kết nối vô các bạn. Mở wifi. Rồi, xong. Connected. Good. Quay. Đang để 360. Đó, đã chưa? Thấy xe hơi méo nhưng mà kệ. Để gần mà phải chịu. Rồi, đi nha. Tiếp tục, bắt đầu. Đi nào. Giờ là 9 đồng 84 cho 10 đi là khoảng 50 ngàn một lần đi cầu. 360 thì luôn ha. Tại vì cái bát GoPro nó hơi hơi yếu. Rồi nhập lên. Quá cầu. Đi cầu Bến Nam. Đây là điểm nhấn trong cái đoạn Malaysia đây và trong cái tập vlog này các bạn. Qua cầu Penang, cầu vượt biển dài thứ 2 Đông Nam Á. Và rồi có một cây cầu nữa cũng là cầu Penang 2 nằm bên kia tí các bạn sẽ thấy. Dài 25 cây, cầu này thì khoảng chừng hơn 10 cây thôi, 15 cây thôi. Kìa yeah, phía trước kìa. Đó, phía xa có một cái ấy để cho tàu thuyền qua, tàu lớn đi chui qua các bạn. Đó, bên trái các bạn thấy cây cầu đó đó. Đó, bên trái sẽ là cầu Penang 2. Tên của ông gì Sultan Adim Haizam bla 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 gì đó rất là dài. Ồ, cái này có dừng chụp hình được nữa nè. Ok, tí mình sẽ dừng mình chụp hình xíu. Không zoom được. Có gì tối nay mình sẽ camping bên góc bên đó đó. Đây các bạn nhìn thẳng đây thì bên trái đó đó, mình sẽ camp bên đó. Nhìn được sân bay, nhìn được cây cầu. Ở gần như cực nam đảo. Quay ba máy cùng lúc GoPro 9 các bạn đang xem nè. Cái này là Samlab nè. Và bên đây là cái ở ngoài có cái 360 nữa. Cái này có control bay theo là đẹp nhưng mà dướng xe nhiều quá. Từ năm 2015 Tết hả? Đến nay là 8 năm các bạn, 8 năm, hơn 8 năm tại vì kia ngày Tết đầu năm, còn giờ gần cuối năm là gần 9 năm rồi chứ. Hồi xưa là mình chạy như anh chàng này chạy bên trái. Còn giờ mình chạy làng ô tô. Sân bay máy bay lên xuống kìa. Còn hôm nay xây nhà cao ốc chọc trời nhiều ghê ha. Đó là những khu mới, khu thương mại, hành chính, tài chính. Rất nhiều công ty nước ngoài cũng ở đây, Việt Nam cũng có. Dài văn phòng nhiều bạn cũng làm bên đây, làm bên đảo đảo Bến An này. Bây giờ còn cái khu Trọc Tao, khu phố cổ giống như kiểu Hội An á, thì sẽ nằm bên góc này. Bây giờ mình phải xuống, mình rẽ phải đi qua bên phải là khu Trọc Tao. Khu cổ cũng được công nhận là một cái di sản UNESCO của Malaysia. Và cái cầu Penang thứ hai cũng sẽ có hai cái chỗ dây văng để cho tàu thuyền có thể chui qua. Hình như cái dài nhất dài nhì như cái thứ ba hay gì đó là của Tân Vũ Cát Hải hả? Ở ngoài đường đi Cát Bà. Được rồi, mình có đi Cát Bà thì mình có chạy qua cái cầu đó, nhưng mà nó cũng là cái cầu nhưng mà vượt biển đó các bạn. Nhưng mà vịnh biển thôi, nó sao ta? Thôi cái này xem. Nó cũng cao, nó sẽ thấp hơn cái này. Hình như cũng có chỗ cho tàu thuyền qua hay sao đó mình không nhớ. Nhưng mà nó phải là cái dài nhất, hình như dài nhất là đâu ở Đông Nam Á, không là như hai cái cầu kia kìa, Penang 2, còn đây là Penang 1. Wow, họ đang xây thêm một cái nữa luôn. Malaysia giàu quá, xây thêm một cái cầu Penang nữa kìa. Đang làm móng kìa. Khủng khiếp thiệt. Giàu có quá. Yeah. Tiền nhiều quá, để đâu cho hết, đua tôi đi phụ vòng quanh thế giới phụ cho. Rồi, giới hạn 80. Đang chuẩn bị qua hai cái móng
hai cái móng cầu lớn nè, hai cái trụ cao để cho tàu thuyền qua dây văng. Các bạn biết ở đây đây mình thấy nhớ cái gì không? Nhớ ngay chỗ Key West. Key West là có một những cái một con đường chạy trên biển nối ra các hòn đảo với nhau và chạy rất xa, xét tới Cuba thì từ đó qua Cuba là 80 miles, là 80 dặm nữa là tới đất Cuba. Rất gần mà lại rất xa. Đi xuống cực nam của bên nước Mỹ luôn các bạn. Đợt rồi mình có đi nhưng mà mình đi ô tô, mình chạy chứ không có đi bạn Mimo ra, tại rất là xa. Từ Orlando chạy xuống đó chạy về là xa, mất nguyên ngày trời tới nửa đêm mới tới về được Orlando. Ở trong bộ phim gì đó có của Arnold Schwarzenegger đóng cảnh lái máy bay chiếc Harrier mà lên xuống thẳng, máy bay phản lực mà lên xuống thẳng, cũng quay ở đó đó. Rồi bây giờ là mình đi lên cái móng F-360 vẫn quay tốt. Thấy được cái đầu xe. Đảo ta. F-360 quay thì hay nhưng mà về xử lý cũng mất thời gian nhiều. Xbox ra chọn key RAM, canh góc rồi lại. Đây, cái trụ cầu các bạn. Cái chớp vẫn nhọn nhọn giống như kiểu kiến trúc bên Hồi giáo á. Giờ mình chuẩn bị mình lấy lên phải. Tại vì xuống cầu thì mình sẽ bắt đầu qua bên phải. Mình sẽ lấy lên từ từ. Kia cũng có một hòn đảo không có cầu ra. Đã quá ha. Sóc để còn bên ăn. Để trả vô. Cho chạy không? Cho. Có xe là được chạy. Chalan Sehala. Chalan là đường đó các bạn. Rồi. Đây có một cái hình đầu tiên là hai đứa nhỏ đòi bánh bao. Xe tình hình này thì không có chắc không có dừng xe chụp tấm hình được rồi đó. Where's the ladies? Where the girl? Không thấy. Không thấy. À đây, đây đây đây. Để dừng chụp ké tấm hình cái. Graffiti các bạn, này đòi bánh bao thì ở chỗ này bán bánh bao luôn. À, hấp dẫn chưa? Này giống bánh trung thu quá ta. Nhân đậu xanh nè, nhân trứng nè, cocha su bao nè. Đó, bánh nhiều loại bánh ghê. Tiệm tên là Minh Sang Thai. Ở đây là bạn Sóc. Sóc đi bên ăn chơi. Hủ chân cất gia vị hay gì nhìn vô mấy hủ cốt. Đây là bánh bao và bảng giá nè các bạn. 18, 37, 20 đi 2 nhân với 500 ngàn cái, giá khá cao ha. Còn đây là mấy cái nồi hấp.
Đó, mấy cái nồi trang trí đúng kiểu Trung Hoa đây. Sorry. Đây, cửa hàng bán bánh bao rất là nhiều bánh, nhiều quá không biết ăn cái gì luôn. À, những cái nhỏ là có 3 3 ringgit một cái thôi. 3 nhân với 5 15, 15 20 ngàn cái. 6 bánh bốn vị khác nhau. Mọi người bạn tối nay ăn thử. Đây, đưa tờ 50 ringgit. Đó, 50 ringgit tổng là 31. 31.2 ringgit. 3 nhân với 5 là khoảng 150 ngàn, 6 cái bánh. Rất là đẹp các bạn. Ok, terima kasih, xin chào, thank you. Ok, my car over there. Yeah, very cute car. Yeah, I drive around the world now. Yeah. Ok. Hey, thank you. Terima kasih. Ok, you guys should come here visit this place tonight. Thank you, bye bye. Đi xe lôi đi các bạn. Mỗi xe chở được 2 người luôn các bạn. Rồi, Repsol mới chịu. Rồi, yeah, bye bye. Ồ, 3 người luôn. Wow, ok. Very nice. Vui ghê. So cool các bạn. Không biết giá nhiêu hả? Tối đi chơi thử coi. Chứ sốc chạm dọc đây mệt quá. Chú thích xe mình quá. Too far. Yep. You hit it. You apply this. Like better for. Ok, I buy one for you. Ông chú nó thích xe mình mua dầu này để massage đầu các bạn. How much? 13, 25, 33. So which one is for headache? Oh, both all same use, but this one both. Okay, I get this one. Cái này vừa có dầu. Okay, how much? 25. Okay la. Này các bạn. What's this con? What's the name? Nutmeg. Nutmeg. Tên là nutmeg nè các bạn. Nutmeg. Nó là bị ho là trị ho nè các bạn. Cái siêu tiền gì? Chỉ có 5 ringgit thôi. 5 5 nhân 5 là 25 ngàn. Với thêm cái này 25 ngàn là khoảng 100 mấy, hai chai dầu với một chai nước. Ok, 30 ringgit, 150 ngàn. Chủ các bạn nói thích thích xe xong cái qua vụ mất hết 30 ringgit, mua hết 150, kể có thêm chai dầu. Chai dầu để gì massage đầu với chai nước uống. Cái hạt gì lạ quá để thử coi. Rồi, đi về. Kiếm chỗ ngủ. Đây, cái chỗ bánh bao này, bức tranh này nhiều bạn thích ghê, còn rất nhiều nha. Nhưng mà để cho các bạn khám phá từ từ. Đó, đây bánh gì ngon đây nè. Rồi, bên An nhưng mà cũng tranh thủ quay một ít thêm footage cho các bạn xem chơi, cho các bạn chưa có dịp đến. Đây bạn nào muốn đi ô tô, có chỗ để xe nè. Car park rồi đi vòng vòng bên An chơi ha. Đường về khá kẹt xe gần tới giờ cao điểm rồi. Chạy ra khỏi đây lẹ. Nhìn cũng cũ kỹ quá ha, bao năm không có sửa. Ngày ghép hai cái GoPro với nhau chơi. Mới e vlog tập đi sửa xe ở Thái Lan rồi. Có bạn nói là vô lăng bên trái xe mới lúc nào cũng bị lệch trái, vậy cũng yên tâm, có nghĩa là bệnh cố hữu rồi. Nên cũng không phải lo lắng, tưởng xe mua bị lỗi. Có thể là do phân bố trọng lượng hay sao đó. Để phải hơi đông đúc. Berenti là stop ha, nhưng mà các bạn màu đỏ nhìn là cũng hiểu, không cần phải đấy. Để phải nhường cho xe làn ưu tiên người ta đi. Bên bờ biển phía xa là cây cầu. Đó các bạn, cây cầu Bên An 2. Chỗ này gọi là Teluk Tembuya. Nhìn cái bảng chứ mình cũng có biết đâu. Dân ở đây là ủng hộ Hamas ha, người Hồi giáo với nhau nè. Rồi, đi tiếp về bãi Kem. Mấy anh chàng nhìn là biết mình vô bãi Kem nên chỉ qua kia liền. Nhanh ghê. Cái Kem Sai rồi các bạn. Đây, Bên An, mini Kem Sai. Ngay chỗ đang làm công trường xây dựng luôn, nhưng mà anh chủ anh đi đâu rồi? Có số điện thoại để mình gọi thử. Này không có khóa. Nãy nhưng mà vô hạ trại trước nhưng mà chưa xin phép mà vô kỳ lắm. Ta chửi chết, phải vô ít nhất đợi về rồi hạ trại hạ lều sau. Bên kia có một chú nhưng mà có vẻ như không phải khách.
hai khu khác biệt. Đây có một cây cầu này nãy mình có đi qua thử. Chú cũng đang ngồi làm cái gì đó. Đó, bãi quá đẹp các bạn. Có nhà vệ sinh tắm rửa luôn, ngồi view nhìn cây cầu bên An 2 phía xa. Tuyệt vời. Đó, chỗ không thể đẹp hơn, có gốc cây bóng mát nè. Rồi, đêm đầu camping ở Malaysia. Bản vẽ khu camping như thế nào, đồ dùng, bản đồ. Anh chàng này vẽ đơn giản mà dễ thương quá ta. Đi kiếm wifi coi, không có sóng. Đi gửi địa chỉ cho bạn mình. Chị chủ rất là thích xe mình các bạn. Cái đó là lớp Vietvit là đói bỏ xe này lại để làm chiếc mới đi. She's the owner of this place. Love the car very much. And yeah. Yeah, thanks. Xong các bạn, sơ sơ nay có đồ ăn với bia có người mang tới bạn mình nên để tạm vậy thôi, cái chỗ giỏng chiêu cho kìa. Và đặc biệt mặt trời vừa hé dạng sau một ngày tối thui làm phong cảnh thật nên thơ, và cây cầu bên an rực dưới nắng vàng. Wow, đây zoom 10x vô. Wow, ở dưới mặt biển thì tối mà cây cầu vừa ánh vàng lên nè các bạn. Đẹp quá đẹp các bạn. Đây, có đây cảnh đẹp quá, rụng rời luôn nên tay hơi rung. Wow, biển nè. Wow, đây thủy triều đang xuống nè, nước cạn. Đẹp quá các bạn. Bạn Lenovo ThinkBook 14G của mình. Chỗ làm việc quá đẹp nè các bạn. Ngắm cầu Bình An phía xa. Và hoàng hôn đang dừng buông. Xịn chưa? Mình fan ruột Lenovo trước giờ nha. Không kiên quyết không đổi. Máy mạnh, chạy ngon, siêu bền luôn. Trừ khi bị chôm nữa chứ không có lý do gì phàn nàn hết. View xem vlog quá đỉnh. Ngồi để làm việc nó đúng bài luôn. Cuộc sống thật tuyệt vời. Mỗi ngày là một văn phòng làm việc thay đổi mỗi ngày. Lưu lưu mấy bạn làm văn phòng cố định lưu lưu. Nằm ngắm cây cầu đã lên đèn phía xa. Mở cái loa JBL Authentic 300 ra nghe nhạc, xong rồi lấy laptop cái ThinkBook để gắn bó với mình gần 2 năm nay, rất là mến. Có những bạn đồng hành như thế xịn sò thật là đã. Nằm đợi bạn tới, mang bia tới, tiếp tế lương thực. Chào bạn Sóc. Đợi đồ ăn sẵn, cái bịch bánh mua hồi trưa đó. Nằm dọc, hình nguy, không có chiếu xuống xíu nữa. Bạn vẫn chưa tới, đang kẹt xe. Đêm quá chiêu các bạn. Mỗi ngày ngủ một nơi. Đi cắm trại khắp thế giới luôn. Và view hôm nay view triệu đô nè. À, phía xa các bạn thấy đèn vàng là cây cầu Bình An chạy xuyên biển đó các bạn. Đẹp quá đẹp. Rồi các bạn, nhìn hấp dẫn quá ta. Như bánh mặn. Có gà, có heo, rồi nhân đậu xanh này nọ các thứ. Quá trời luôn. Food is coming. I have some cake for you. Big one. Big one, big one, big one. Which one you think is the best? I
anything. No. Which one? Chicken, pork. So I will get this one. Okay. Big one, big one. Đánh các bạn. Rất là giòn. Cái này là trứng gà. Để đi chicken egg. Ngon trời giọt. Thank you. Chủ luôn. Giờ mới nhắc. Đây, Khánh. Lúc trước mang gì ra đây? Bia hả? BBQ chicken wing. Wow. BBQ chicken wing. Rồi, hôm nay test cái nồi nướng BBQ luôn nhưng mà không có than. Đây, Khánh đợi trước là giúp mình bỏ cái dây để câu bình chiếc xe về quê. Đây, hello Khánh. Đây, nay trốn dạo qua chơi. Bà xã coi vlog chắc chửi chắc. Khánh, what's your name again? Lee Chin. Lee Chin. Yeah. Ok, vô Lee Chin với Khánh. Vô, mời các bạn. Hay quá. Khánh cũng đi rất nhiều chỗ mới tìm được đó các bạn. Đây, đẹp quá các bạn. Hello, buổi sáng các bạn. Còn bên em phía xa kìa, tuyệt vời chưa? Buổi sáng rồi cảnh đẹp thế này nè. That's your breakfast. Yeah, now old age cannot eat too much. Okay lah. A bit. See. Become more. You want some Vietnamese coffee? Or you give me this. Vietnamese coffee is the best, you know. No, it's coming here. I cook one for you. I have the Bhutan cooker here, and also, but electric is faster, and you can recharge it with your phone, so you don't need to waste any energy. Sometimes when there's no electricity, I can like cook with the Bhutan cooker or gasoline cooker by Coleman. I have the rice cooker too. For me, one. Yeah, because only me. So. Yeah, 12 watt. Yeah. Yeah, on Shopee from China, but work very well, very cheap. This 12 watt. Yeah, rice. This work quite well, you know. How very fast. Go inside how many watt? Go inside how many watt? Then here, you open this. Yeah, they have the full set here. You can use 12 volt. 12 volt. From your car. Yeah, from your car. And then it's just like 10 minutes, then 50 minutes, then done. Yeah, sure. Yeah. 1% is enough. More than enough for me. Shopping. Very cheap. I don't tell bond, but very fast, you know. I usually the internet, yeah, the computer, all new for me. All new. Yeah. So, but you can make your video, so you fast. You learn very fast. I learn very hard. Yeah. Every day learn, practice. To understand, ask, practice, every day. So. But you're much better than many people. They don't want to learn, you know, they just Yeah, old people don't like to learn. Even though that this one nice. Yeah. You go to internet, yeah. No, yeah. This one old. Yeah. I use the old one. Press. They not understand, can see many things. Alright, here's the hot water for you. This is also 12 watt. Hmm? 12 watt, your one.
This one. This is from China too, but this is like very good brand. Also chop what? What you say? They use how many what? This is 20. This is 220. Oh, 220. Yeah. This more free chat is a gift of my friend. Before I leave. They got 12 volt one. Yeah, I do myself. They got 12 volt one, this one. Moth Richard. Don't you can buy on Shopee or Lazada too. Yeah. Yeah, I want to learn from you. Mm. I just begin. Just make some, they call thumbnail. It's like a photo when you see your vlog. Đây, nhóm chợ đánh răng cũng có view cầu Bình An luôn mấy triệu. Đây là mình. Phía sau là bạn Sóc. Ông chú tối qua nhiều chuyện qua ngồi nói chuyện chơi với mình tiếp rồi. Mình rời khu kem đây, nắng lên nóng rồi, tạm biệt chị chủ rất là dễ thương. Chụp hình mình. Ok, rồi ra thôi, sáng ông chú cũng đi sớm rồi, ông tám với mình cũng đi rồi, còn giờ tới lượt mình. Ok, bye bye, what's your name again? Li Chin. Li Chin, ok, thank you Li Chin, hope I can come back someday. Thank you much. Rồi đi các bạn ơi. Rồi cho chiếc xe tải này đi trước. Rồi mình ra đường. Ta-da. Mấy anh công nhân, cái này là người kiểu người Pakistan, Bangladesh đó các bạn, Ấn Độ, nghèo nên xuất khẩu lao động qua làm những công việc tay chân mà người Malay họ sẽ không làm, cũng rất là thương, nghèo phải bỏ xứ đi làm xa, thank you, bỏ xứ đi làm xa cực khổ kiếm tiền gửi về nhà, rất là tội, rất là cực. Anh cũng thông cảm với nhiều người Việt phải đi lo chém gió không có thấy cái bảng gờ bay xe luôn, đồ văng hết rồi, không sao, cũng cột chặt này hết rồi. Nó cũng rất là thương mọi người đi làm cực khổ kiếm từng đồng từng cách, nên còn được đi còn may mắn, còn được làm việc, công việc cũng cực nhưng mà cũng có nhiều thử thách rủi ro nhưng mà vẫn thấy ổn nên vẫn thấy may mắn. Giờ mình đi tiếp về trở lại cây cầu Bình An 2. Điện thoại ở đây đang sạc sạc bằng cục 220V cho nó nhanh, còn sạc ở đây thì wireless nó sẽ hơi lâu, với lại chạy ra cái bãi biển này ngắm cảnh chơi xíu rồi đi tiếp. Ôi mấy con khỉ kìa. Cái khu rừng phía nam này rất là rậm, cũng có nhiều cung hiking mà lâu lâu cũng có đứa đi lạc hoài. Có một cái đồi tên là Paradox, giống như là coi cái hộp Pandora, cái Paradox trong bộ phim, có nghĩa là mở ra là cái Paradox là một cái nghịch lý các bạn, giống như là nghịch lý ông nội. Thí dụ như sau này đứa cháu nó có thể đi du hành về thời gian, nó quay về nó giết ông nội nó,
thì nó có thể mất luôn không? Mà nếu như đã giết từ xưa thì làm sao có nó? Thì nó là cái kiểu gọi là paradox, là grandfather paradox, một cái nghịch lý ông nội về cái chuyện du hành thời gian đó. Các bạn nào đọc cuốn sách của Stephen Hawking là sẽ biết cái đó, cũng khá thú vị á. Xe tải bự quá. Là Teluk Temboyak, phía xa là cầu Benang 2, đó là nơi mà mình sẽ đi á các bạn. Đây, mình sẽ chạy qua đây, đi dọc cây cầu cảng rất rất dài phía xa. Đây, đó, qua tới bên kia luôn các bạn. Đó, qua đó vô đất liền lại nha, rất là xa, 25 cây số. Hello các bạn, bây giờ mình lại chuẩn bị đi qua cây cầu số 2, cây cầu Benang 2, cây cầu dài nhất Đông Nam Á. À, không biết có cây cầu nào dài hơn không, cây cầu Tân Vũ Hiền Lạch không biết là nó được tính là cây cầu không, tại vì nó chỉ chạy trên biển thì, nhưng mà nó không có cái chỗ qua nên cũng có thể nó ngắn hơn, nhưng mà cây này thì chắc là dài nhất, nếu không thì dài nhì nè, Đông Nam Á, tại vì nó dài tới 25 cây số luôn các bạn. Đóng cửa lên. 25 cây số, 24.5 hay 24.9 gì đó. Phải gom lại lên bên đây. Lên bên kia đóng. À, lên kia là cho xe máy. Wow, đã quá. 25 cây số chạy trên biển. Tốc độ cho là 80. Ok, chạy 75. Còn bên em một bên kia có vài cái hòn đảo nguyên sinh ở giữa, không có xây dựng, chỉ có vài cái làng bè thôi các bạn. Mình đang quay xăm láp cái này luôn, vậy là sẽ có hai xăm láp trên hai cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á. Sultan Abdul Halim Muzaddam Shah, quá dài. Hệ thống đường phố Malaysia khủng khiếp không? Và các bạn để ý, nếu các bạn đi Mỹ rồi sẽ thấy là, hoặc là các bạn đang ở Mỹ các bạn xem sẽ thấy là bảng hiệu rất là giống bên Mỹ, học theo Mỹ, nói chung học theo Mỹ là ok hết. Bảng màu xanh lá là thông tin đường nè, dễ thấy. Những cái bảng lưu ý sẽ thường là màu vàng. À, rồi những cái vạch ví dụ như mũi tàu á, bắt đầu chia hai thì cũng cái bảng ký hiệu màu đỏ cũng giống, bảng lưu ý cũng giống nè, đẹp quá các bạn. Trước giờ xe máy đâu có chụp được, giờ là vô tư. Wow, đẹp quá các bạn, không biết bao nhiêu nhịp ha. Cầu Sultan Abdul Halim Muzaddam Shah. Wow, ghê ghê, có chữ đây chứ không sao nhớ nổi. Đang chạy 86 luôn, ghê thiệt. Sốc, mới sáng dậy sụp quá. Đổ xăng 97 mà chạy bây giờ mới có nửa bình nữa các bạn. Là cái vlog mình gom trong cái vlog trước á, là lúc mà nhập cảnh Malaysia xong là đổ trước khi ngủ. Đổ xăng 97 luôn, bày 17.000 một lít. Đến nay thì chạy nửa bình. Đây là cái này 300 cây cự ly là xăng 95 rồi, còn nếu chạy xăng 97 thì được nhiều hơn. Chạy qua giờ 200 mấy cây mà mới có nửa bình thôi, giờ có thể là lên đổi 97 là lên được 400 cây maybe. Đẹp quá các bạn. Cái đoạn công công có đèn đường giống như chỗ Sầm Sơn nè, đường vô cái đường mới vô khu FLC của Sầm Sơn Thanh Hóa đó. Độ lên chút. Ngày không có gió, xe không bị dao đảo. Áp suất lốp đang là 26, 27, 26. Chạy tí nữa có thể lên 28, nóng. Nhiệt độ trong xe đang là 28 độ C, 43%. Độ cao với mực nước biển máy báo là 15m, cũng tương đối đúng. Điện áp 13.7V, ampere 15V, 15A.
gọi là Bahasa Malaysia. Indonesia gọi là Bahasa Indonesia, thì mình nghĩ là có thể là mọi người sẽ hiểu nhau một chút. Thì một số chữ nó cũng tương đồng, cũng giống như người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thì họ có thể hiểu được bao nhiêu phần trăm á, không nhớ. Rồi người Tây Ban Nha và người Ý cũng có thể hiểu nhau vài chữ, hiểu nhau một chút. Và người Tây Ý hoặc người Tây Ban Nha, người Pháp gì đó có thể hiểu nhau, tại vì họ là cùng cái ngôn ngữ Roman. Còn tiếng Anh thì lại cùng cái ngôn ngữ với Đức là Germanic. Nên mọi người nghĩ tiếng Anh, tiếng Pháp giống, hoặc là, nhưng mà thật ra không đúng. Tiếng Anh với tiếng Đức là giống cái nguồn gốc ngôn ngữ Germanic. Germanic. Còn Ý nè, ở tiếng Ý nè, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp thì là hệ ngôn ngữ Roman. Nên đó, có giống đực, giống cái rất là phức tạp. Tiếng Đức cũng có giống đực, giống cái nha. Des, der, rồi das, tá lã hết. Ở tiếng Anh thực ra là dễ, tiếng Anh là chờ là xong, không có giống được giống cái và rõ ràng, xúc tích, ngắn gọn, nên nó được sử dụng phổ biến trên thế giới, ngôn ngữ của hàng hải, của hàng không. Tất cả mọi người đều, dù không biết phi công nước nào nhưng mà tất cả đều sử dụng tiếng Anh chung. Và khi để nói tiếng Anh trong hàng không thì một số chữ cái, ví dụ như tọa độ ABC, họ sẽ không nói ABC, nhiều khi lầm, thì ví dụ Alpha, Bravo, C là Charlie. Ví dụ như ABC, ABC tọa độ là ví dụ như BCT nha, BCT 657. Ví dụ như thì họ sẽ không nói BCT, nhiều khi nó nghe nhầm. B là Bravo, C là Charlie, T là Tango, thì sẽ nói là Bravo, Charlie, Tango. Nó có nghĩa là BCT, tọa độ như nhiêu đó. Rồi bắt đầu tới số, số thì đọc bình thường. Nên có nhiều khi các bạn xem phim, các bạn thấy Charlie, Bravo, Tango, chữ H là Hotel, chữ Z là Zulu, A là Alpha, rồi chữ L là Lima, nó đại khái là vậy. Thì nên các bạn, nhiều khi các bạn xem phim, các bạn thấy nó những cái tự Alpha, Bravo, Charlie, Tango, Hotel mà các bạn không hiểu thì nói có nghĩa là thực ra nó là dùng cái chữ cái của những cái chữ đó để mọi người nói và xác định chính xác cái vị trí đó. Chữ K là kilo nè, nhớ từ từ đây. Chữ chữ D là gì đó. Đó, các bạn Google thêm mấy cái đó cũng hay, cũng thú vị các bạn. Mấy bữa rảnh cũng học, ngồi học mã một nhưng mà xong rồi cũng quên hết rồi, tại phải sử dụng hàng thường xuyên. Một là chít chít che che đó. Nên tại sao các bạn thấy cái chữ mà SOS mọi người hay gõ là C ở bên sau là hay cứu chúng tôi, thì SOS chữ S là ba dấu chấm, chữ O là ba dấu ngang, chữ S là ba dấu chấm đó lại, thì chít 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 che 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 chít chít chít, có nghĩa là SOS, SOS là hãy cứu chúng tôi. Đó, nên là vậy, chia sẻ sàn trong lúc mà đợi hết cây cầu, cũng sắp hết rồi, phía trước rồi, điểm cuối kia rồi. Phía bắc của cầu Trần Thị Lý là cầu gì ta? Ở dưới cùng là cầu Thuận Phước, rồi tới cầu Rồng, cầu Sông Hàn, tới cầu Rồng Trần Thị Lý. Ở trên cầu Trần Thị Lý là cầu gì mình quên mất nè. Xong cái qua cây cầu nó cũng dẫn đường mới để đi về phía Hội An á. Trạm thu phí cho chiều vô. Bên đây có trạm thu phí không? Ồ, không có luôn ta. Ui cha, chiều ra miễn phí luôn hả? Free chiều ra luôn các bạn ơi, xịn quá. Malaysia quá giàu có. Mình sẽ đi thẳng về phía Ipoh, tối nay ngủ Ipoh ăn quán cơm gà Hải Nam nổi tiếng thế giới. Như quán đầu tiên luôn hay sao? Kuala Lumpur Ipoh. Alorsita. Cái chữ Alorsita, Sita có nghĩa là star, là ngôi sao á, nên các bạn thấy có rất nhiều chữ mà vay mượn. Hoặc là computer thì bên đây sẽ nói như là computer, giống như giống tiếng Nhật, giống chữ katakana tiếng Nhật ha. Computer. Rồi camera cũng là camera mà chữ thay chữ C bằng chữ K. Rồi operation có nghĩa là operasi,
đó. À có trạm thu phí, trời ơi tưởng được miễn. Ui. Trạm thu phí kìa, phía trước kìa. Nhưng mà nếu rẻ ở đây thì sao ta? À nếu rẻ thì sẽ không cần. Nếu như khu vực này thì chịu khó rẻ rồi đi ra cao tốc sao? À nhưng mà chắc đằng nào cũng phải dễ gì né được trạm thu phí. Rồi đây vô trạm thu phí. Dễ gì không không? Đi sao xe tải Plaza Thon. Trạm thu phí quá bự. Giống trạm thu phí ở cao tốc phía Nam Hà Nội á, Thăng Long cái gì quên rồi đó. Touch and go. Cái này My App ID. Touch and go. Touch and go vô cổng này các bạn. App ID làn đổ xe không dừng là vô thẳng đó rồi chạy luôn. Hoặc là trả tiền mặt. Còn mình có thể chuyển go ở đây thì vô mình sẽ chạm vào đây, nhưng mà mình phải xuống xe. Oops, quên chưa dừng lại mà kéo thẳng tay rồi, khùng quá. Xong món nasi lemak nè các bạn, 5 ringgit 25, 5 nhân 5 25.000. Quá rẻ ha. Là cơm mà nấu bằng nước dừa đó. Đó là món quốc hồn quốc tí. Và món thứ hai là laksa là 5 đồng rưỡi, giống như kiểu mì ramen của Nhật đó, cũng là quốc hồn quốc tí giống phở Việt Nam. Và món thứ ba là sa gì đó, saya, nhưng mà ở đây không có. Này nasi lemak Brendan Dutkin. À, món này 10, để mình kêu cái này luôn. Cái này mới đúng nasi lemak nè. Đầy đủ luôn. Là 10 ringgit 50.000. Ok. Anh các bạn, 3 ringgit là 15.000. Đó lại thấy mèo nữa. Đây là một phần nasi lemak. Cơm quốc hồn quốc tí của Malaysia giống như là cơm sườn tắm, sườn bị chả. Lâu quá chưa ăn, vô Kuala Lumpur kiếm rồi. Cơm nè, trứng nè. Đậu. À, cái này là tự nhiên quên mất tên rồi. À, dưa leo, ít cá khô, thịt bò. Để người hồi không có ăn, không có ăn thịt heo nha. Và tất cả dĩ nhiên phải là halal luôn. Đó, khi giết là phải nói cái câu nhân danh thượng đế rồi quay mặt về phía Mecca, con vật nó giết sống chứ không có chích điện gây mê trước. Rồi mà các bạn ăn nasi lemak. Đây các bạn. Cắn thử miếng thịt. Khá là dai nha, nói hơn kỹ, đặc trưng đây là nè, cái nước sốt nè, chua chua, ngọt ngọt, miếng thịt quá dai luôn, để nhai kỹ thêm xíu nữa, cơm có mùi dừa, tại vì cơm là nấu trong bằng nước dừa, nó là cái đặc trưng của món nasi lemak. Các bạn qua Malai nên thử, những người ăn, mọi người dân ra nhiều người ăn mỗi ngày luôn. Một cái ốp la, đó, cá khô, giống dầm láng. Xăng 97, chơi sang đổi 97 luôn, đổ hết 81 ringgit, thì đây là giá xăng các bạn. Xăng 95 chỉ có 2 ringgit là có 10, hơn 10.000 một lít thôi. Cũng khiếp không? Còn xăng 97 đắt gấp rưỡi là khoảng 17.000 một lít. Nước giàu có, xe rẻ mà xăng rẻ, có 10.000 lít dầu mỏ rất là nhiều nha các bạn. Quá đã. Anh vừa tách khỏi đường cao tốc. Đường North South Expressway là đường cao tốc chạy từ Bắc xuống Nam của Malaysia các bạn. Đường S2 á. Thì bây giờ mình đường E1 Expressway 1 thì bây giờ mình bắt đầu đi những con đường nhỏ ra đây, đường cao tốc chạy ở trên kìa, mình đang đi ở dưới chạy song song với đường cao tốc. Thì mình đi đến một cái rẽ để mình đi đến một cái nơi nó gọi là Victoria Bridge, tức là cái cầu Victoria tên nữ hoàng Anh đó. Cái cầu xây cũng hơn 100 năm rồi, 130 năm.
để phục vụ cho cái mỏ nhôm ở gần đó. Bây giờ thì đã có cây 2002 thì đã có cây cầu mới, nhưng mà họ vẫn giữ để cho xe máy, người đi bộ đi và giữ là một cái di tích lịch sử. Các bạn thấy chạy đây đường cây cối ngập tròn địa không? Hai bên cây còn rất là nhiều, rất là mát. Vô đây đoạn này thì có một lane thôi các bạn, nên mà gạch liền không được vượt, nên mấy xe sau chắc cũng nôn nóng, nhưng mà này là tốc độ maximum speed của mình rồi, biết sao bây giờ, nên chạy nhanh nhất có thể rồi. Như lâu lâu cũng gặp một chiếc xe tải lớn chở chạy còn chậm hơn mình nữa, nhưng mà cái đó cũng không tránh khỏi. Đến với Victoria Bridge, đây có resort. Xe lửa đó các bạn. Xe lửa nay chạy cây cầu mới rồi, nhưng mà cây cầu cũ phía trước vẫn còn nè, cho người đi bộ, đi xe máy với đi bộ. Rồi, chào mừng đến Victoria Bridge. Ta-da. Đổ xe vào tham quan. Rồi, chào mừng các bạn đến với Victoria Bridge. Rồi, cây cầu nữ hoàng mang tên theo nữ hoàng Anh. Thank you. Này là xe máy với đi bộ chung nè các bạn. Wow, đẹp quá. Hơn 100 năm, 130 năm. Từ năm 189 mấy á các bạn. Chắc cùng thời với cầu Long Biên ha. Do học trò của Gustav Eiffel thiết kế xây dựng. Còn bên đây thì không biết ai. Wow, đẹp chưa? Đi bộ trên cầu, sóc không được đi cầu, sóc phải nằm đợi. Những cây gỗ nè các bạn. Wow. Đó, những cái này chắc là được sửa lại nè. Cứng cáp hơn. Có đánh số đâu luôn nè. Xịn ghê không? Cứng chắc. Thường ví dụ mà muốn nghe tàu tới đâu á, người ta sẽ áp lỗ tai vô. Giống như kiểu trong phim mà diễn Tây mà biết tàu cự ly bao xa để chúng mình cướp á. Áp tay vô nghe tiếng. Khi có một cặp đang đi dạo, còn mình cô đơn mình nên. Đây có làm những cái hàng rào nè cho khách không có rớt xuống nè. Mối một những di tích màu thời gian. Quá đã các bạn, sắc này. Này đem con ký không biết được nhiêu tiền ha. Cầu Victoria. Máy vẫn đi lại bình thường nè các bạn. Đó, cầu dành cho người đi bộ và người đi xe máy. Đi xe máy bên đó. Còn đi bộ thì giờ đây đi thoải mái luôn. Rất là chắc chắn. Hai cô gái Hồi giáo đang chơi đùa rồi. Hai đứa nhỏ thôi, hai đứa học sinh. Tiếng hai thầy kìa, xì bò kìa. Cầu xây xong năm 1 tháng 12 năm 1897, hoàn thành 1900, vậy là 123 năm rồi các bạn, khủng khiếp ha. Do Sultan của Berek, Sultan là gì thì mình có chia sẻ rồi đó, người đứng đầu của một tỉnh bang về chính trị, ở về về sao ta, không phải chính, về giống như quyền lực mềm thôi, đó Sultan, không biết dịch là gì. Công ty Fryer Divisional Engineer Harrison for Railway, khủng khiếp không? 123 năm cũng được tu sửa nhiều rồi mà vẫn cho xe máy người đi bộ tham quan. Một chỗ khá là hay mà ít người biết tới ở Malaysia. Thank you.
ở ngoài ha. Ok, có camera không? Rồi, có kìa. Rồi, chưa xét vô. Ok, xong. Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn. Pô nè các bạn, cũng khá nhỏ ha, cũng không có nhiều nhà cao tầng, những dãy núi đó voi phía xa. Wow, những cái kia mái ngói giống Vịnh Hạ Long quá ta. Ủa lộn, giống Hội An ghê ha. Nhìn hay hay. Bây giờ chạy xe xuống hầm thử rồi đậu dưới được không, cho nó an toàn. Không thì phải chịu. Đây, bạn sóc ngay ở dưới luôn nè. Đây, ai mà mò là nhảy phi lầu xuống dứt liền nha. Đang đội mưa, cầm dù đi kiếm quán cơm gà Hải Nam, nổi tiếng của Malaysia cũng như trên thế giới. Đây ở Ibo Hải Nam Chicken Rice. Món này xuất phát từ đảo Hải Nam rồi nổi tiếng ở Singapore. Còn bây giờ mình sẽ ghé ăn ở Ibo, cũng là một trong những quán nổi tiếng nhất nhì thế giới về món cơm gà. Đây, đợi xếp hàng nhưng mà không có ai hết, nên vô luôn. Rất là vintage, giống kiểu cà phê Tùng ha. Yeah. Rồi let's see nào các bạn. Đó. Nếu chưa ăn thử nhiều thì các bạn có thể ăn thịt gà luộc để cảm nhận được hương vị gà, sau đó hãy thử những món này. Không thì có thể kêu mix. Cơm gà Hải Nam thì nếu ở Việt Nam thì không quá xa lạ rồi. Mình cũng hay ăn ngoài chỗ quận 1, chỗ Nguyễn Cư Trinh hả? Hay là Đề Thám gì đó, có một cái quán. Nè các bạn, mình muốn súp. Bây giờ mình sẽ kêu một phần cơm gà ha. Mix giữa hai cái này đi. Vừa thịt, vừa roasty nè, vừa roti mà vừa luộc, vừa hấp, vừa điều luộc để cảm nhận hết. Đây có một số món khác giá nè, bistro, cá chua ngọt, món này cũng hay ăn nè, rau muống, xào tỏi, rồi một số món tráng miệng thêm, rồi kêu cơm gà thôi. Các bạn, cơm nè, chén súp, trời ơi, bự dễ sợ luôn. Quá bự, không thấy bảng để giá, không biết giá nhiêu, tí ăn xong tính tiền. Mời các bạn cơm gà với mình, thử cái khác gì Việt Nam không nha. Cơm đấy mình hơi nhão, nhão cũng được, tan trong miệng. Đây là chấm gà, chấm miếng ớt. Không được giòn lắm, mềm, được cái nước sốt ngon cũng như Việt Nam thôi. Mà ăn ở cái quán nổi tiếng thì cảm giác thấy nó đã. Sao quê nhà thôi cũng được. Đây mà mình nghĩ chắc cũng bằng giá Việt Nam giờ giá bật giá cao quá. Quán cơm gà ăn phần cũng cho 100.000. Quán đây cũng 8 giờ mà mọi người về hết rồi. Cấp 3 bù xù đi vô cô lên mua hết. Thêm một cái bánh pudding xoài nè các bạn. Có kem ở trên. Lạnh không? Lạnh, không lạnh, nguội thôi. Ăn thêm tráng miệng. Ngoài trời vẫn mưa rơi. Tí cầm dù đi về. Đang ở con đường tên là Lô Ác Trinh. Là con đường có nhiều cái quán bar búp ở đây các bạn. Đó, hôm qua thì kiếm bia không có. Bữa trước ở Sang Luôn, còn đây quá trời hàng quán nè. Bên thì mình fan ruột của Whisky Sour. Giờ vô kiếm Whisky Sour uống coi. Chứ mấy hôm nay uống bia miết à. Đây, Viking Village. After work, sau giờ làm. Này, Henken mua hết nguyên đường này luôn ta. Bao sầu hết luôn nè. Quá trời quá đất không. Quán này nay có ban nhạc Philippines nè, các bạn Philippines cũng hay qua Việt Nam diễn, chơi mấy quán acoustic đồ á, Lum Band. Để rồi tháng 9 là diễn ở đây từ 8 giờ tối. Đâu để kiếm quán nào, quán này có vẻ đông vui nhất nè, để vô đó thử nha. Thank you.
món yêu thích nhất của mình các bạn. Đi quán nào cũng chỉ uống whisky sour thôi. Mời các bạn một ly. Take a sip. Khá ok. Nhưng mà vẫn công bằng quán ruột của mình, BK Monrum ở đẳng cấp. Có gì các bạn đến tới chơi nói mình là ai cũng biết. Và các bạn cũng nói vui vẻ. Hai bạn đang hát bài Neon Rock Sudi nè các bạn. Ai nghe rock chắc chắn sẽ biết bài này của Queen, một bài hát huyền thoại sống hoài với thời gian. Cái mì nasi goreng các bạn. Ở này làm cơm gà. Nasi goreng là tên gọi chung, có thể mì hoặc là cơm chiên đây. Với gà, ít satay cay cay. Giá nữa nè, rau, cải, salad sống. Rồi, mời các bạn ăn nasi goreng, mì cơm nasi goreng gà. Với ly nước cam ngon lành hết 13.5 ringgit các bạn, là khoảng 70.000. Bữa cơm với nước là 70.000. Mắc hơn bên Thái Lan xíu ha, mà bằng Việt Nam. Nói chung cũng tương đối rẻ so với du lịch. Rồi, đi bộ ra khu phố cổ chơi. Đảo trên đường phố ở thành phố Ipoh, Malaysia. Đây là cảnh. Bên kia có một anh cảnh sát nè, đi xe giống cảnh sát Việt Nam nhưng mà xỉu xe dẫn đường thôi. Một chiếc Honda CB như 750 hay sao đó. Cũng đang quay phim vậy kìa. Phật nguội hay gì đó. Đây là đường phố. Màu sắc dễ thương ghê ha. Xanh đỏ tím vàng. Giống như kiểu đúng kiểu dân Malay mix của nhiều cái dân tộc khác nhau. Ở đây là đang đi ra chỗ khu phố cổ kiếm quán cà phê màu trắng nổi tiếng Old Town White Coffee. Đèn xanh đây, qua đường luôn. Cái công viên của thành phố Ipoh, Padang chắc là Pop á. Có mấy chú người vô gia cư nằm ngủ rồi các bạn. Trên đường phố cũng nhiều người vô gia cư buổi tối. Thất nghiệp, nghèo, tội nghiệp. Còn đây là sân cỏ. Sân bóng này là không, chắc không đủ chuẩn sân 11 cầu thủ rồi. Này kiểu mini thôi, sân 7 người giống như Việt Nam hay đá đó. Trung tâm, đây trung tâm khu Old Town của Ipoh. Chiều nay qua thăm đội Việt Nam qua thi đấu sẽ qua khu mới. Bồ câu luôn. Mấy mẹ bồ câu đứng uống nước kìa. Nhìn ghét ghê không? Đây. Này có trả tiền nước không ta? Tắm thoải mái cho ta. Bây giờ mình đi uống cà phê đây, vô một cái quán rất là nổi tiếng của Ipoh mà ai thích cà phê cũng nên đến. Đây, Old Town White Coffee, cà phê trắng ở phố cổ ha. Cái quán cổ nhìn giống mà ngay công viên làm nhớ vườn hoa Lạc Hồng. Có cái quán cà phê mà ngay chỗ cái gốc luôn á, ngay tượng Thủ Khoa Huân đó các bạn, bây giờ đổi thành cái gì đó. Cũng rất là tiếc, quán hồi xưa mình với ba mình lên đó đi, lần đi khám bệnh, đi thi làm này nọ hay ghé đó uống. Đây là quán White Coffee Old Town, cũng là một điểm nếu các bạn có thời gian đến Ipoh thì ghé chơi, ngay trung tâm phố cổ, ngay sân vận động luôn. Quán Old Town White Coffee, cà phê trắng. Ngoài đây có để mấy cái bàn cho Rock Food và Food Panda để pick up nè. Có bán đồ ăn luôn các bạn. Giống tiệm của người Hoa, có hai khách Tây kìa. Ly lớn chà ba lửa luôn, không đường. Bên đây không có uống hay kiểu
thường hình như mình có cảm giác là có pha một chút trà trong đây. Thử. Không, cà phê, không có trà. À, có hơi nhưng mà như có sữa hay sao đó. Không có uống cái kiểu như Việt Nam Robusta hoặc là bây giờ đang chuộng Arabica. Cà phê kiểu Malai thôi. À, không có đường nhưng mà cũng không có quá đắng. Caffeine cũng khá thấp. Butterfly Happy Time đây. Trong đây có bán nhiều đồ ăn lắm nha các bạn, chứ không chỉ là cà phê. Các bạn vô đây ăn trưa uống cà phê đều được nè. À, là cặp tê là phần ăn theo set. Đây là một cái Burj Memorial Clock Tower. Các thành phố Malai sẽ đều có một cái tháp đồng hồ. Ở bên Thái nhiều thành phố lớn như Chiang Rai cũng có các bạn. Đây là một cái tháp đồng hồ. Các bạn có nghe tiếng gì không? Nó là một cái thánh đường Hồi giáo. Đây bên trái đây. Đang tới giờ cầu nguyện. Đó. Có lò phóng thanh giống mấy cái lò phường Việt Nam ha. Các bạn, đây là một con đường rất xinh, tên là Ibo Muro Old Town, một con đường có trang trí theo họ tiết màu sắc đỏ. Bảy sắc cầu vồng và mấy cái lồng đèn kiểu Trung Quốc nè. Ngoài xa kia có mấy cây dù nhưng mà nay nó rơi rụng gần hết rồi các bạn. Này, rất là xinh ha. Rồi có nhiều hình vẽ graffiti ở đây, giống như kiểu Penang đó các bạn. Quán trà sẽ vẽ hình trà, đồ ăn, bánh ngọt, kẹo. Rất là xinh. Các bạn đến đây là chị em chụp hình thoải mái luôn nè. Wow, đây có một bạn Volkswagen xinh nữa nè. Đó nè, Mario nè, nắm nè. Câu hỏi là gì? Người yêu ở đâu? Nhảy ra coi. Đó, à, còn đây là chơi nhảy lò cò. Đây, cái này là Việt Nam cũng có nhưng mà chơi cái kiểu khác một chút. Đây là con Pac-Man nè. Này rắn hả? Snack. Để chơi huyền thoại trên Nokia. Mấy cái vụ nay rơi rụng trước đẹp, nay rơi rụng gần hết. Ôi gì có nón lá nữa kìa các bạn. Wow, có nón lá luôn. Xinh ghê không? Đủ màu luôn, đủ hoa tiết luôn. Mấy hôm nay trời bắt đầu nóng, tại gàng đi về phía nam gần đường Xích Đạo nên bây giờ phải đi hớt tóc cho mát. Một tiệm tên là Nice Tea Classic Barbershop ở trên lầu trên ha. Rồi, đi hớt tóc coi. Để coi trải nghiệm hớt tóc ở Malaysia. Trước giờ trong chuyến đi hớt tóc đợt trước chỉ có anh Tuấn là làm tóc cho mình. Anh Tuấn Skyler cũng đang đi quanh thế giới, người Mỹ gốc Việt. Cái gì các bạn follow, còn bây giờ là mình đi hớt tóc ở đây. Một tiệm Nice Tea Classic. Ông chủ chắc sinh năm 90. Đây, đi vô cầu thang. Trải nghiệm hớt tóc ở nước ngoài. Yeah, Nice Tea Classic. Oh, appointment only các bạn. Phải đặt lịch trước. Nhưng mà kệ, vô xếp hàng đợi cũng được. Let's see. Oh, anyone here? Hớt tóc ở Malaysia các bạn. Có 3 ghế ha. Một ghế tiếp tân. Buổi trưa vắng, cái này bắt phải đặt hẹn trước nhưng mà không có ai hết. Nên vô là xong là đợi anh chàng ăn cơm xong rồi tới mình thôi. Đèn chớp lung linh ghê không. Này lại làm nhớ lai hình Viễn Trơn. Các bạn bữa nhuộm tóc cho mình đó các bạn. Có gì các bạn ghé đó hớt tóc ủng hộ Trơn. Nhập mật khẩu bạn đang khoa sẽ được một tràng pháo tay. Đồ nghề để rất là ngăn nắp ha. Còn đây là hình những cái mẫu mà bạn đó đã hớt, hình chụp thật. Đó. Xịn ghê không? Ồ, râu kìa.
tóc. Giờ không biết anh chàng hớt kiểu nào cho mình đây, để anh chàng tự quyết. Chào các bạn, mình đang ở một cái tiệm hớt tóc tên là 90's Classic Barbershop. Thì vô đây để hớt tóc, tóc dài quá rồi. Thì phía sau mình là Clement. Hello Clement. Clement from Malaysia, from Ipoh. Thì you are born 90 something right? Yeah, 91. 91. Yeah. Sinh năm 91 các bạn, là tuổi con dê. Mình 86 tuổi dần. Bây giờ mình sẽ để cho Clement you do whatever you like. I trust you. Okay. I trust your talent. Okay. Right. Mình để cho Clement muốn hớt sao cũng được. Oh, hey, nice. Rất là chuyên nghiệp các bạn. Mình để cho Clement muốn hớt sao hớt. Mình gọi tầm tâm ý kiến thử cái kết quả thế nào nha. Clement cũng xăm mình giống mình. A lot of tattoo like me. You too. Yeah, a lot of tattoo on everyone. Alright. Việt Nam thì mình hay hớt chỗ cái ông chú, chỗ gốc mình tên của chứ Nguyễn Văn Mai. Các bạn đến là thấy chú tóc trắng trắng là nói là ai cũng biết mình, nhà mình gần đó. Còn bữa nhuộm tóc ở chỗ Lê Hình Viễn Chơn. Cái gì các bạn ghé ủng hộ Chơn, nhuộm tóc làm tóc là thợ đỉnh nhất nhì Việt Nam. Không thì đến tiệm tóc của chị họ mình ở đường Vũ Tùng ha. Chào chào bà Diễu, chị Nhung. Chị Nhung Lê làm tóc gỡ đầu rồi chơi. Rồi bây giờ để xem. Còn giờ đó có chuyện Việt Nam, còn bây giờ ở Malaysia rồi. Let's see. So before Ipoh, where are you? I roll from Thailand. Oh, this actually this is my second world trip. Uh-huh. First world trip I ride a scooter, motorcycle from Vietnam to France, then South America to North America, Canada, Australia, New Zealand, Antarctica, Africa, and in 2020 the COVID came, I had to come back. Okay. And 3 years later I start my world trip again. Okay. So now I'm driving a very small van, just like 1.0 liter, very small. I ride from Vietnam to Cambodia, Thailand, and now Malaysia, and then to Singapore, Indonesia, Australia, New Zealand, and Panama, up to Canada again, then crossing Canada to UK, Europe, then crossing the like Trans-Asia, the Stang country, back to Mongolia, China, and Vietnam. So this is my like almost like 21 days on the road so far. Okay. I have free time, so just walk around to see some stuff and have a haircut here. Nice day, classic. Yeah. All right. Very soft hair. Yeah, very soft hair. Prefer long or short, or both also can. I trust you. Alright. So you always go for a barber, or you sometimes you go for a salon? Very little. Like the first world trip, I only had one like little haircut in Missouri, in the United States. And then after 3 years, my hair very, very long. Like almost they can reach my bottom. Wow. But this time it's so hot, so I have Better to get some hair cut. Yeah. So you got friends in Ipoh? No, only me. Yeah, some friends in Kuala Lumpur, but here only me. But my friend is coming here for the car racing. For the overall. What? Car racing, off-road. Oh, off-road. Off-road racing. Four by four. In Ipoh. Tomorrow. 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 Yeah. That's this last like 2 weeks. Where's the location? In Sungai Bintai, Sungai Singu. Somewhere. It's like 20 kilometers from here. Oh. It's near the Victoria Bridge. Okay, Yeah. So there's a racing, international racing event. So everybody from the world, it's just like Dakar, but like for the jungle racing. Okay. So there's a team like 3 guys from Vietnam, 3 cars, 6 guys from Vietnam, they fly here.
to join the rising. Mm-hmm. So this afternoon I'm gonna meet them and have some drink, and tomorrow just say goodbye. Okay. Tomorrow I need to be in Kuala Lumpur this weekend. Okay. So after Kuala Lumpur, where you go? To Singapore. Oh, Singapore. And then to Indonesia. Ship a car to Surabaya. Okay. And then to Bali, Lombok. This then ship again to Australia. Like maybe another 3 years travel around the world. So now it's the first year? It's the only the first month actually. Oh, first month. Yeah. Oh, so you quit your job? Yeah, actually traveling in my job. Oh, okay. Yeah. Mm. So just making money around, taking photo, writing magazine. Okay. Doing some social media advertising. Copywriting. Oh yeah. And making YouTube like this one, people love watching how am I traveling, how am I talking with the local people, how do I eat, and the food, the service, like barber shop here. Yep. They're very curious because not many people can travel a lot like me. They do love to see how it's going. And what do you call this tool? We call it thunder in Vietnam. What do you call this? You mean this? Clipper. Yeah. Clipper. Yeah, In Malaysia? In Malaysia. Yeah. This one, Clipper. Clipper? Yeah, yeah, Clipper. Oh, similar to this. Các bạn gọi cái thunder là Clipper các bạn. You call it thunder, like French word. Thunder. Thunder. It's just like a French word. Okay, okay. Yeah. It's similar to French, right? Yeah, similar. Because it's a colony of French, like almost 100 years. Yeah. So many words from derived from French language. So you've been here a few times. Yeah, I traveled to Malaysia many times. Oh, before I rode a motorcycle from Vietnam to Singapore already, like 8 years ago. Okay. And then many of the places by airplane. But this is the first time I brought my car from Vietnam to here. 4x4 also? No, just a small, okay. Very small van. It's just like a Hijet 1000. Daihatsu Hijet 1000. Okay. Very, very small. Suzuki Super Carry. Okay. Too much better. From Ho Chi Minh, Hanoi. From Ho Chi Minh City. Oh, Ho Chi Minh. From Saigon. From Saigon. My hometown is actually 100 kilometers south of Saigon. It's in Mekong Delta. Outskirts. Yeah, outskirts. On around river and river, so many river. It's the end of the Mekong River actually. Oh, Mekong River. Yeah, before Mekong meet the sea. Mm-hmm. So my home just right next to it. Yeah. I've been Ho Chi Minh once, a few years ago. For work or travel? Travel. So where did you go? I go Mune. Mune? Yeah. Oh, right, in the sea. Big sand. Yeah, big sand. Yeah. It's just popular. Yeah. The beach. The beach, yeah. Sky surfing. Yeah. This is cool. Now they have a highway. Yeah. It's just so before, like, don't go no, highway. Now they have like 2 hours. Yeah. Ho Chi Minh got one very famous barber shop called Lim Barber. You know Lim Barber? Oh yeah, I know. Everybody knows. Everybody knows. Bạn nói là ở Sài Gòn có một cái tiệm hớt tóc tên là Lim Barber Shop, các bạn ai cũng biết, cũng nổi tiếng bên Malaysia. Các bạn hớt tóc đã biết. Tiệm Lim Barber thì mình chưa hớt bao giờ nhưng mà mình ai cũng biết, mọi người hay nói.
Well, you had a water sprayer. Yeah. Okay. So where you stay in Ipoh? Thai Hotel. Nearby? Yeah, P Hotel. Mm-hmm. P Hotel. Yeah, nearby. I walk around. Yeah. Okay. So only you run this place? You have any like assistant? Only one assistant. One assistant. Have you tried any haircut in Ipoh or first time? This first time. Okay. Yeah. Feel much cooler. Yeah. Because it's very hot. It's getting hot down here. Then you stay here until next week? Tomorrow. Probably. Maybe somewhere between Kuala Lumpur and here. Mm-hmm. Maybe to the rice field. Mm-hmm. Sipu Chan maybe. And next day to Kuala Lumpur to pick up my friend and we go to the nature retreat. Mm-hmm. And then maybe back to Malacca. Yeah. Then Johor Bahru. Okay. Then to where is that? BI. Tanjung BI, Tanjung BI, the lowest, the southernmost place of Asia, and then to Singapore for like 1 or 2 weeks, okay. And then back to Kallang to ship my car from Pok Kallang to Surabaya, and then is it expensive? Cheap like this? Around like $1,000 to $500. Okay. Then they are making an offer for me. Before with motorcycle very cheap because like 10 motorcycles can fit in one container. Yep. But now only I have to pay for the whole container. Okay. Oh, much more handsome. You married? Not yet. How about you? Me too. Yeah. How are you? Well, married life. 1987. Oh, 1987. Like 1986. And the tiger. Okay. You're like Chinese, Malaysia, or? Chinese. Chinese, Malaysia. Yeah, Cantonese. Cantonese. Yeah. Oh, cool. Have you go Cameron Highland before? How long time? Not yet. Oh, not yet. Chanting Highland? No. Chanting Highland? Huh. Oh yeah, I did it. Okay. Like 3 times. Oh, 3 times. The last time was like 2 months ago. Okay. On the National Holiday Independence Day of Malaysia. Okay. It's a lot of traffic. Yeah. Very bad traffic. Because I go to Taman Negara. Uh-huh. Oh, Taman Negara. Yeah, they all this traffic go forward. Yeah. Paha. Yeah. Yeah, to go there because for the race. Wimbarat racing from motorcycle. Oh, because they have a team from Vietnam, so I come to support to take photo for them. And I take to motorcycle and run from Kuala Lumpur to Chanting and then to Taman Negara for 2 days. The motor racing also off-road? Off-road, yeah. Off-road. I want to take my car to Sipang, but because we have to wait for the truck there. Okay. But not sure if they have these days or not. Yeah. And some guys. Fresh. Very good, huh? So you got your own YouTube channel? Yeah, I have. I will YouTube. You can see yourself there. Maybe in 1 week. Mm-hmm. Maybe
to you there. Yep. Travel everywhere. Like 73 countries so far. Oh, 70 countries. 73. Asia, Europe, South America, North America, Australia, Africa, even to Antarctica, to the Arctic, to Greenland, to Svalbard. Wow. Like Norway, Spain, Italy, France, Hungary. All by driving or? All by driving. Driving car or motorcycle on 50 states of United States, Canada, Tanzania, Kenya, Madagascar, India, Pakistan, Iran, Azerbaijan, New Zealand, Indonesia, many times Malaysia here, and to even to Japan, to Korea. Long journey. Long journey. That's 10 years. Always. Xong rồi nè các bạn. Đó, nice. Thank you. Oh, what's your name again? Clement. Clement. Thank you, Clement. And around how much for the haircut? 105. Yeah. Oh, very cheap. Around 105. So it's 105. Là khoảng 500.000 Việt Nam các bạn. Nhân với 5.000 là khoảng 500.000 một lần hớt tóc ở đây, ở ngay trung tâm của Ibo. Anh chàng rất là nhiệt tình, dễ thương. Hôm bên là hớt sát luôn nè, cho nó mát. Đó, cho các bạn nói mình kia mình hớt tóc vào. Đó là trải nghiệm hớt tóc ở Malaysia. Bye bye Clement. And bye. Good. Thank you for the haircut and I wish you a lot of customer. Thank you. Enjoy the trip, man. Thank you. Bye. Đi các bạn. Quá đã. Đó, tiệm hớt tóc 90s ở Ipoh, tiểu bang Perak của Malaysia. Rồi, đã xong. Đi tiếp. Đi từ khi có quả đầu mới chưa thấy con heo nào chạy qua. Đây là con sông Kinta các bạn, Kinta River. Đây rất là xinh nè các bạn. Để mình qua. Đó, Kinta River chạy ngang qua thành phố Ipoh. Rất là sạch ha. Cái nước xả thải kia mà chắc được xử lý rồi. Ở dưới kia có một bạn chim kìa. Chim cò gì đó. Xinh ghê ta. Hello chim. Ê, đi đâu mình đó, không nhắc trong nhà luôn. Giraffe các bạn ơi. Thanks for coming. MH Hotel. Đây là mình đi Giraffe ở Malaysia. Malaysia cũng có Giraffe nha các bạn. Như bữa đi với ông Nguyên Vlog á, đi coi đua xe đi từ Sampa về. Đây là đi Giraffe Kha. Cự ly là 5 cây số, là giá là 9 ringgit, là khoảng 45.000 cho 5 cây số, khá rẻ ha. Tính ra mỗi cây số là 9.000 Việt Nam đồng. Các bạn biết đây là ai? Đây Dũng Ngỗng, Ngỗng Anh Can. Qua đây đội Việt Nam qua đây khoảng 10 người để thi đấu giải Grand Forest Challenge. Đó, đây các bạn.
thì mới được quảng cáo nè các bạn. Việt Nam 4x4 đó, thì anh em qua đây thi đấu, ngày mai chắc mình chạy xe qua C2 cái thôi chứ không có tham gia được, tại vì phải về Kuala Lumpur. Thì đây là... đó là các xe của các đội tham gia ngoài kia các bạn. Ở bên đây Malaysia họ mời Việt Nam qua tham gia thi đấu nè các bạn. Giống như cái đợt Umarest là xe máy, mô tô, còn bây giờ là ô tô. Trời đang mưa rất to, ở đây có quầy bán đồ lưu niệm áo, quần và nón của giải đua Grand Forest Challenge, thử thách rừng già. Đó, thử thách rừng già. Giá bán đồ kỷ niệm là 6 màu khác nhau hả? 100, ui cha, 100 ringgit một cái là tới 500 ngàn một cái luôn các bạn. Ồ, biết làm tiền ghê nha, quá dữ. Em đợi bớt mưa rồi chạy tới một cái nhà hàng Hàn Quốc. Đâu rồi? Cái này em tiệm massage mà. Kìa kìa phía trước kìa. Đây các bạn, anh em mê xe hai câu. Qua thăm được bên Malaysia mời qua đua. Mang hai xe qua. Đúng rồi, Hàn Quốc. Đây rồi, bên đây. Một quán Hàn Quốc các bạn. Rất là ngon, ăn đồ Malaysia ngán rồi. Yeah, vô nào. Nâng ly, uống rượu Hàn Quốc nè các bạn. Vô, chia với mấy anh em, vô. À, các bạn, Hàn Quốc đây. Thịt nướng à, anh Dũng rất làm Hàn Quốc, rất lâu nói tiếng Hàn với anh chủ người Hàn luôn, kinh không? Quá dữ. Đây là kim chi, không thể thiếu. Kim chi. Đó, rồi thịt nướng. Đây là gà nấu sâm nè các bạn. Còn đây là rượu Hàn Quốc. Rượu tên gì quên rồi ta? À, dạ. Salimi. Rượu Hàn Quốc, giống kiểu rượu gạo nè. Rồi, qua dân Việt Nam qua Malaysia lại ăn món Hàn Quốc. Bỏ tạm bỏ cho mấy anh em mấy bữa nữa vô rừng là thua. Ăn bò ngủ bụi, thử con cá, thử sinh tồn. Ơi, thêm mì nữa nè. Ngon quá ngon. Không có thôn cá nữa. Quá đã. Đây các bạn. Lên tầng 7 khách sạn. Có một cái bar ngoài trời, nhậu tiếp. Mấy ông uống nhiều quá mai sao chạy đua nổi tầng. We'll be right back.